phim Hoa Hồng Giấy, sản xuất bởi Viettel Media. Quay trở lại cùng với một điều mà mọi người rất là thắc mắc và cũng như là rất là bất ngờ với Hà Anh, bản thân anh cũng vậy luôn á. Tức là anh thấy em đảm nhận cái vai Phong Linh ở trong phim, và đặc biệt là những cái chi tiết mà em ứng xử này, em ứng biến cùng với mẹ chồng này, cùng với Trà Xanh đó, là mọi người cảm giác là ôi cái cô này cô tinh tế quá. Nhiều người sẽ đặt ra một câu hỏi là Hà Anh bên ngoài có thể là tuổi đời không có thể nào được đông bằng với lại cái nhân vật ở trong phim. Vậy thì em đã phải cân đối mình và tập luyện mình như thế nào để có thể ứng biến cái vai đó và có được những cái lời thoại, có những cái cách cư xử nó tinh tế như vậy, để cho mẹ chồng cũng nói gì thêm thì cũng không được, và để cho Trà Xanh là coi như là tức tử luôn. Dạ. Thật ra đối với mỗi vai diễn thì em sẽ dành thời gian của mình để nghiên cứu cái vai diễn nó thật kỹ. Bởi vì nếu mà mình diễn hụt một xíu hay là quá một xíu thì nó sẽ làm cho cái vai diễn đó nó bị chật đi. Nếu mà em làm quá lên thì mọi người sẽ thấy là cô này cổ chả treo quá, nói câu nào cổ cũng trả lời hết. Nhưng mà thật ra là khi mà mình đọc cái vai diễn Phong Linh này từ đầu tới cuối thì em nghĩ là một con người á luôn luôn có một cái sức giới hạn chịu đựng. Thì em luôn đặt cho Phong Linh ở mức 60% khi nói chuyện với mẹ chồng. Khi mà cổ quyết định ly hôn thì nó sẽ tăng lên 70%. Còn đối với lại Trà Xanh thì cổ ở mức 95%, chỉ là còn 5% còn lại là tác động vật lý là không làm thôi. Nhưng mà mình phải giữ một cái gì đó kiên quyết ở trong đầu mình. Bởi vì em đã, khi mà xây dựng nhân vật Phong Linh thì mình nghĩ đây là một nhân vật có cá tính, quyết liệt với lại cái bản tính của mình. Thì như vậy thì cổ mới có một cái cuộc sống mà từ nhỏ đã không có hạnh phúc. Thì khi mà cổ cưới Khang thì cổ hy vọng là một cái cuộc sống nó êm đềm và hạnh phúc. Thì đó là cái mà mình đặt ra cho cái nhân vật này, để khi mà em diễn thì luôn luôn là ở mức là vừa đủ để khán giả họ xem thì sẽ cảm thấy là cái nhân vật này làm cho khán giả dễ chịu. Yeah. Không, anh nghĩ là cái mô típ và cái nhân vật Phong Linh và cách ứng xử đó cũng là cách để cho rất là nhiều các bạn nữ học theo đấy. Rồi, anh thấy bình luận nhiều lắm. Yeah. Phim Hoa Hồng Giấy, sản xuất bởi Viettel Media.